này. À, kiểu nấm râu nhà mình. Cúc đi chuyện này à? Nè. Một máu. À, ok. Trong bang, ok. Tiếp tục chẳng khác. Đường nào cũng phải gặp á. Đường nào cũng phải gặp, trước sau phải gặp. Trung bình mình có lời hơn cái thoải mái. Cố gắng nhòm vào công ty được, nó quýnh ai người đó né đam, vậy thôi. Thì nguyên tắc là bên mình là khắc nó. Khắc nó mà lo gì. Này hôm nay có quý của Will con lông bùa nè. Bùa xét lại chưa biết nhưng mà sẽ cố gắng. Rồi năm độc xe lê, năm độc khủng. Má mày em sợ. Em sợ năm độc này gơ gố luôn. Em độc mình còn 2 luôn á. Gái mình một mình cần hai anh em mình luôn nhưng mà không sao, mình cố gắng di chuyển nhiều vô uống máu dùng chút. Thôi được, cố gắng phi trăng ơi anh em mình cố gắng mỗi người mua 4 bình giả độc đi, auto cho nó giả độc đi. Em mua 5 bình nhưng mà mỗi người mua 4 giả độc đi, cơ hội thiệt sự sợ lắm, nếu giật đột tử nhanh lắm, kẹp giả độc vô. Ê, nghĩ mày gặp em lắm rồi, vô gặp em tới quýnh thù nó ra, quýnh lại nó giả độc vô. Tại mày này yếu quá. Cái này bên đây 20% cái Mimi cái nó rút chiều 100% cái rút một lần 20% bên đây 20% bên đây cái hờ hết máu mẹ nó. Ngủ ngủ không rồi, mà hồn không à. Má hình sẽ thôi con nghe mi. Con nghe mi mắt còn thu lý luôn. 21. Đồ trâu quá đồ lúc luôn. Kịp với góc bây giờ dưới tường bính nó ngủ nó chạy vô solo ram rút 7 đèo mà nó không chết trời. Nhậm không nghe mi trâu rồi. Mi trâu quá. Nghe mi đâu. Nói chung là như làm đỡ sửng đường môn xong là win. Rồi đến năm độc lồm, thì khó nhờ, tem này khỏe ghê nhờ. Tiền là bè là ác chiến nhất của nó luôn á, bè là quyết nhất của nó rồi. Đúng rồi, ok. Cố gắng, tem này mình cũng có thể đánh, cố gắng. Phải giết được 1-2 trận thì mới ra đẹp chính mình nó mới chắc ăn được anh Tùng, cố gắng. Anh này có thương được không sao, anh này trên tinh thần có thương được không sao mà phải cố gắng. Anh giết được một người một trận như thiên đế dự đoạn chưa chết trận nào nè. Hôm nay cũng vô nhìn thử nè. Chưa biết được kim kim bèo rồi. Không có kim bèo không các phi phong luôn. Mình cũng chưa có phi phong nè. Anh không có phi phong nữa nè. Tiệm này tiệm phụ chưa mà đều phải cố gắng mà giờ biết sao. À thiệt đó dự đoạn cũng vô kìa. Chúc nó gặp như thế nào đây. Thua quá. Thiệt đó dự đoạn gặp đồ đó cũng ghê lắm á. Nó dự đoạn đồ nghi cơ tấm 1 rồi. Cố gắng phải diệt được một trận thì may ra. Là anh em mình ảnh chính sẽ tấm 1. Thích. Vô em. Đó. Vô em. Đâu có phi phong một này. Đó. Vô đánh. Rồi, 1 phút. Được. Chẳng gặp đội trên lê. View của view này nó hơi kênh. Rồi có gặp không? À, em sợ em đọc nó kéo. Hai kéo em đọc khỏe lắm. Đâu đâu mà. Không sao. Được. Cố gắng. Cố gắng. Cố gắng diệt view của view một cái hả? Thắng được quý của Will là một win. Thắng được quý của Will là một win. Rồi tập trung à. Tập trung thắng rồi. Nó nói dòng các kiểu nha. Cái này không phi phong, lực tay yếu á. Này, nào này. Xuống gấp sâu giờ. Rồi. Ok. Rồi này. Quý chắc chắn nó sẽ chạy này, nhồi máu gái. Đúng rồi. Đúng rồi. Cố gắng vô năm độc, Vô năm độc, Rồi. Đúng rồi, con lô em. Đúng rồi, năm độc. Rồi. Năm độc đi. Nó chết nha. Vô năm độc. Đúng rồi, con lô được hại. Đúng rồi. Ôi anh Tùng chết rồi hả? Tùng nó xét rồi, nó xét rồi, nó quýnh rồi. Im chết rồi. À, ôi giời. Này, khách nào? Khách nó trầu dữ vậy. Trầu dữ không? Quá, dồn vô quýnh nó không. Để em view nó. Khó quá. Thẻ lỏng nó quá, nó quýnh được rồi. Quýnh má, đó nó không chết luôn trời. Không. Ngay. Tập trầu quá trời. Ôi trời má, quýnh quýnh trâu rồi. Không chết luôn à. Con nghe mi cái giữ em. Ôi giời. Em gọi rồi. À khó, thua anh Tùng rồi. Mấy việc ngay gặp đội này khó đánh gơ luôn. Trời ơi, mấy sĩ Will không chết luôn. Rồi, em hết máu luôn. Mạnh quá chứ. Dồn vô năm đồng cũng không chết luôn, gần chết à. À, thiệt sự chẳng khó đánh. Không có vi phong giật. Chuyện Will không chết mà, quýnh Will nó không chết luôn anh. Mà lạy luôn.
lên được hai vua hai thằng trước của dọc đem vô à kho 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 đội quá khỏe à, đánh con lồng xét không chết đâu quá gần luôn không thể chết được à, sụp đổ bãi đội không chết nhưng đội này phải gặp team một của mình con ami của anh lực đây 6.600 mới đánh được đúng rồi à, đây tao này cái tên còn lo xử lý cái tên này không nói à, quá khủng thiệt sự. Nếu đọc thì đánh không chết, đánh con lô không chết. Một mình dùng đao thôi thế nào chết được. Phải hai người dùng đao thì mới ra muốn chết được một thằng. Mà dùng đem đọc nó không chết đâu. Đem đọc nó không khế phá chứ. Khi chuẩn bị nó rút độc chết à? Ờ, khi ra phải chẳng có chết thằng gái gái chứ. Con lồng xiết đứng đủ đến chốn luôn. Chốn à. Đứng ngắt luôn à. Mình thấy lỏng nó luôn biểu, thấy lỏng đâu quýnh nó đâu à. Đồ, nó đâu có bút bùi gì đâu, đâu có bút cát đâu, đâu quýnh luôn mà. Cứ nó chạy, nó chạy đánh nó. Thì mình vẫn chụp nó mà chụp đâu chống nào nó kiểu nó chạy cái cao đam mà đứng bên trong bảo cơ bên trong đứng 6 giờ đâu ra ngoài là chết ngay đường môn mà ra ngoài năm đoạn nó kéo cái chết liền nó đánh anh cũng có đau đâu thằng lôi anh 75+2 nó đánh anh có đau đâu em thắng lôi 75+1 này đánh em có đau đâu em trụ luôn mà là hiểu rồi đâu chết được à công nhận cái tên nó khéo á bắn mấy pha con 5+ của suýt chết rồi xím chết năm đoạn này xím chết này không kết thúc được phải cứ chạy vào cái góc ý nhá đúng rồi phải cứ chạy vào góc ý anh sẽ chạy xung quanh khoảng 400 để anh búp sen cho em mà đánh không chết được Will Will chưa nói nha Will Will chưa bung 120 đấy cái đam của em chưa đủ để bung 120 luôn á hiểu không tại vì mình cảm giác mình chưa đủ đam để mình kết thúc con lô luôn á nè trâu kinh hồn trời chưa nói nè con nghe mi bên đó anh Tùng biết nó chơi kiểu gì không kháng tất cả nha con game mi bên này á là không có đam vì sao nó quýnh mà không có đam nó kháng tất cả nó dồn cho con lông lên kháng nè con đem đọc lên kháng hai con này cực kỳ trâu nên thật sự uầy trâu quá không chết con lông là hiểu không nhận cơ thiệt đang gặp team một mình nè ồ má có Sơn Hà 2 nữa trâu thì người má không cai thôi alo rỡ nó hết thấm luôn hôm bữa đi đập má bữa rồi xuống nó bê trận lên tiếp luôn mà bên đó cả một dàn tống tiên phong kỹ năng một cấp rồi quyếu quyếu hiệu tống quốc chủ kỹ năng một cấp các kiểu toàn dàn quân thủ má chuẩn bị không nó chuẩn bị hết để đi 5 ngày cuối nè á à, tên này châu gơ con nghe mi bên đó là con nghe mi nghe mi kháng cả châu quá nghe mi kháng cả châu quá chuẩn bị hết để đi đặt cuối rồi gặp lại không còn lon mà để chị đại sợ để hấp lắm đi nữa à. Giờ thay là đánh một cái gì không có phi phong vẫn đánh là hiểu rồi cái cho đi 101 à đấy nó ăn lôi vô à. Ờ. Đàn chính mà không có này mới nói. Có phi phong. Ôi, ra thêm nguyên bóng rồi. Quên rồi, quên rồi, nói chát, quên một bóng. Quên lên. Khỏe quá, không nhận theo nó quá khỏe quá. Má, con lồn nó đã trâu rồi. Dùng kháng em vì kháng tất cả, trâu vai đáy. Dừng chân nơi Lâm An trong trần vàng hừng hồi linh vua đại chiến thơ thành đại lý hay tương dương lửa thành đô người ơi giờ này em ở đâu ai vậy vô in
thôn. Để gặp ghê. Về chung. Họ là ghê gặp má. Gặp đội của chơi. Ừ, rồi, vô, như vậy. Lần thứ ba. À, trưa nay gặp gặp trên Lê Quý Hữu Viên trên thôn rồi, chắc là không gặp nữa, chắc tối nữa mới gặp thôi. À, có gặp bà Trần. À, tem gặp bà Trần cũng khỏe. Anh một thu một, cố gắng lại. Anh hai thu một nhé. Gặp bà Trần nó đeo màu hồng ảnh đó nha. À, à, ok, ok. Chịu thay hồng ảnh nha. Còn một, còn mấy chục giây nữa thôi. Đi kiếm, đi chiều anh phải đi kiếm cái Phi Phong. Còn Huy Phong yếu em nhảy, mua không ra. Chấp nhận. Công nhận Phi Trần này thì ít càng lôi lắm, nó đánh chả đau. Đại lý Phù Tô, à có Thiên Bang nha. Xuống 6 giờ đứng này. Rồi, Phi Trần, Phi Trần, Phi Trần, Phi Trần đâu rồi? Cậu chạy ra kìa. Ui Phi Trần đứng im chạy bạc kìa. Ui Phi Trần bị gì vậy? Vái cả nồi. Rồi Phi Trần bị chạy bạc rồi. Sáng Thiên Bang. Phi Trần chắc đít mạng. Phi Trần chắc đít mạng rồi. Ừ. Bây giờ cái đít mạng phải đó làm rối quá. Thôi bỏ mùa đây, năm động gặp một lần rồi chứ không gặp nữa, tí nữa tối tính sau. Dần phải rồi cái đít mạng rồi, không nghe nói gì. Hơn là anh rồi đây mà. Đít mạng rồi. Bây giờ đít mạng rồi, không nói chuyện, bây giờ đít mạng. Rồi chờ đợi cuối nữa. À, thua thì cũng chặn nữa ba mạng. Thua chặn đó quá quá phục luôn, chặn đó hay quá. Tìm kiếm khỏe quá. Cúp điện, cúp điện. Cúp điện. Rồi, vô 1 phút, vô. Làm chân nữa đi hoạt động. Tên việc khỏe thiệt à, giọng kỹ năng văn chủ này nọ, các kiểu. Tính ra cái tem còn lùng xét nên đọc như nghe mì thì nó khét lắm nha, đừng có giỡn nha, nó thả nhiều khi có thể chết anh Tùng luôn á, chết rồi. Ừ, đơn giản đâu, kỳ hợp mà thả chịu lắm trâu nữa, đang, sao nữa cái xét nó đang mắt sinh khí luôn, mắt sinh khí luôn, đúng rồi. Giọng nó nghe không đau đâu phải ạ, giọng nghe mì nó nghe cứ từ từ, anh bơm móng từ từ, không đau. Sao không mặc chó á nha, làm bị hít chó á là bị bọt máu không có được, đúng rồi, bị chát gì á, không có chó thì bị bọt máu được. Thằng lôi 75 cộng 2 nên nó không đau. Ừ. Em đánh do nó kỳ hợi, em đánh em đâu xin nhờ đâu. Tám một chó này. Anh ra mặc thêm cái ấn thắng lôi nữa, sau anh mặc cái ấn thắng lôi. Đúng rồi, giờ có tem nó đi, anh mặc ấn thắng lôi hợp lý hơn anh ơi. Bỏ thằng thủ đi. Đâu có thiền vàng thiêu lâm vào nhiều đâu. Thắng lôi 75 cộng 4. Cứ tùy chặn anh, cái chặn nào. Thầy ơi. Hả? Thầy ơi. Ừ. Em nhớ chú ý em kiếm cho anh một cái choáng ẩn một và một cái mũ choáng ẩn một nhé. Nữ hả? Nữ. Rồi rồi. Một khí buổi trước mình chưa, nó còn biết. Tầm như này là anh thay được hai đồ của anh đấy. Cái tầm này cũng lồng xét đó, thêm sẽ chón vô ngon, khỏi sợ. Rồi, gặp ghê nha, ghê nha. Xuống 6 giờ, xuống 6 giờ. Gà. Xuống 6 giờ, xuống 6 giờ. Đứng đường mau tức nha. Rồi, cứ như cũ mà làm thôi, cứ auto như cũ thôi. Rồi, nhòi máu. Đường môn nó vẫn ok, nó chết này. Rồi, chết rồi ạ. Rồi, ok, rồi, Phi Trần cắt vua của anh chết rồi. Quân thiên. Rồi, Phi Trần cắt vua rồi, ok, đó, thắng lại gì đâu mà. Rồi, vũi bị lỗi thôi. Rồi, ok, quá hay. 3-1, đó. Quá ok. Bữa trước là anh lỗi tí thôi. Ừ, bữa trước anh Tùng lỗi. Bữa là em chạy xuống góc được mình. Mắc xiên. Mắc xiên. Vừa Phi Trần lỗi, chẳng đó Phi Trần lỗi, gặp đó là Phi Trần lỗi. Không. Ok. Thật là anh lỗi, anh bị mất xe. Mất xe là chẳng mất bỏ ra. Thằng của bỏ ra, mất xe là chẳng bỏ ra. À ừ, mất xe là chẳng bỏ ra. Đó là Phi Trần, chẳng gà là Phi Trần lỗi. Thằng ra bữa giờ ra nói chuyện không tập trung, khinh thường nó thủ quá. Khinh thường nó thủ quá. Rồi ok. Qua hoạt động. Ok anh Tùng, anh coi anh Tùng ơi. Ok. Ok. Rồi anh em hoạt động anh em ơi, vừa rồi thì thắng lại trận gà là 3-1 rồi. Cái đội Clon này, Clon thắng 3-1 rồi. Đó. Ê. Rồi anh em. Rồi, cố lên. Đúng đây. 14 trận nữa. Đi. Cho anh em xem show qua. Đi. Đây là tem chính này, tem chính toàn cấp cao rồi anh em ơi. Còn tem Clon này thì
toàn cấp thấp thôi. Đồ thì như nhau rồi, toàn cấp thấp. Hôm nay đánh thì không có phi phong, vẫn vô đánh cho vui nè. Rồi, đánh top 2, đánh top 2. 4-4 thua, thua 4. 3. 3 thua 6. Thua 4 thì sợ team này chưa gặp trận nào. Gặp được một trận mới ra là cơ hội top 1 của ạc này sẽ không, top này sẽ không có 8 trận nữa. Rồi. 5. Hiện tại đang ngại cái team top 4 này, có thể lên top 1, top 6. Đó. Top 7. Ê, top 6, top 7 này, top 7 là team mình này. Đó. Còn 14 trận nữa. 775 giây. 8. Rồi, cố gắng thôi. Cố gắng quýnh để cho team đầu tiên giữ top 1 là thành công. Đó, mình làm cho làm để cho team này giữ top 1 là thành công như này. Rồi, ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Đừng quên để lại cho Khả một like, share, hỗ trợ nè. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye mọi người.